Boya on. Phở bơ. Sợ quá. Phở. Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thì người Việt của mình rất là tài giỏi về ngôn ngữ tiếng Anh thì cũng rất là giỏi, nhưng mà nhiều khi chỉ biết cái từ thôi, phát âm chưa có chính xác lắm. Thì bây giờ ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có các bé thì mời các bé cùng nghe chồng Trang đọc tiếng Anh, rồi Trang học, rồi các bé để ý nghe theo nha. Xin mời cả nhà. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, and in English, it does not matter if I say P or P. It's the same. Q, Q. Up, down, only change in question. If I ask you a question, everything goes up. We don't go up just because of the letters. The letters always stay their same sound. We don't have any special, not anything. Thank you, honey. Okay. So here are the American English ABCs, a little song they teach to the school children so they can remember ABCs in English. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I've said my ABCs, tell me what you think of me. Thank you. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi đoạn video. Bây giờ vợ chồng Trang đi rước bé Râm. Bình thường bé Râm đi học xe bus, nhưng mà những cái hoạt động ngoại khóa thì vợ chồng Trang phải đưa rước. Thì mời cả nhà theo vợ chồng Trang lên xe và Trang dạy chồng Trang một ít tiếng Việt vui nha cả nhà. Đây, bé Râm. Râm chào ông bà cô chú đi. Chào ông bà cô chú anh chị. Trang chở bé Râm đi từ trường đi đến sân bóng. Đặng coi gì Râm? Đi làm việc. Con người ta đánh con đi làm việc. Nhưng mà người ta chơi bóng gì? Đá banh. Đá banh hả? Rồi bé Râm vô bán hàng cả nhà. Đi cho cái quân đội sự của trường á, bây giờ bé Râm đi bán hàng. Đi bán đồ ăn nước uống cho người ta dễ lau khát đói ăn á. Rồi em đi bán anh được ăn miễn phí tối chiều nay nha cả nhà. Bây giờ chồng Trang ngồi chờ, chưa có mở cổng, ngồi chờ. Không? Gì? Oh. Ngồi chờ. Tự nhiên kêu cấm bờ là gì? You missing vegetable? Yeah. I need a cucumber. Xin lỗi. Thì Trang nói ngồi chờ mà chồng Trang nghe giống giống kêu cấm bờ là trái dưa leo quá cả nhà kêu cấm bờ. Well, if you go to the other gate. Bây giờ đến sớm chút phải chờ chờ mọi người. Dạy chồng dạy tử dạy chữ tiếng Việt á. À là gì ta? À là á. Anh bảo vệ em. Ủa anh bảo vệ em. Dạ. Em you on? Anh bảo vệ em. Anh bảo vệ em. Anh bảo vệ em. Học được từ bảo vệ cả nhà. Anh bảo vệ em. Anh bảo vệ em. Oh please. Em bảo vệ on. Em bảo vệ anh sợ quá. Yeah. Dạ. Sợ quá. Dạ. Yeah. Scare. Dạ mẹ. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Sợ đau quá. Quá.
Phở quá. Sợ quá. Phở quá. Sợ quá. Học tiếng Việt đó cả nhà. Bảo vệ. Bảo vệ. Bảo vệ. Bảo vệ. Bảo vệ em. Anh bảo vệ em rồi. Bữa nay học được nhiều đó cả nhà. Mai quên mất tiêu. Hả? From what? Bảo vệ cho cái gì? Không biết. Thì cứ bảo vệ đi. Everything. Mọi thứ. Who are you talking to? Who are you talking to? Sorry, everybody on YouTube. There's nobody there. Nobody there. Sunday. Nobody there. Let's have everybody look at you. Are you okay? Not yes, now. I'm okay. Yeah, not everybody now. Everybody go to sleep. She saw our car and then now we're ahead of her. Well, I guess you can go in there, but you're going to be cold or warm or what? I think I'm good. Rồi. You got a coat? Rồi, yeah. Tới chỗ rồi. Yeah. Mấy em vô, chào tạm biệt ông bà cô chú. Chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Ok. Rồi. Đi rồi, đi okay. Vô cẩn thận nha. Ok, bye bye. Em vô rồi, vợ chồng Trang cũng đi về đây. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.